Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, làm cho căn lành viên mãn hoàn toàn, tận lực phục vụ bạn lành chân tịnh, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, phải siêng năng tinh tấn, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thành tựu viên mãn căn lành thù thắng, phục vụ bạn lành chân tịnh không bao giờ nhàm chán. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu như các đại Bồ Tát chẳng gần gũi cúng dường chư Phật, không thành tựu căn lành thù thắng, không tận lực phục vụ bạn lành chân tịnh, thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí không? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát chẳng gần gũi cúng dường chư Phật, không thành tựu căn lành thù thắng, không tận lực phục vụ bạn lành chân tịnh, thì chẳng xứng đáng nhận tên Maha Tát, huống gì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì có đại Bồ Tát gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, trồng nhiều căn lành, tận lực phục vụ bạn lành chân tịnh, còn chưa thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Huống gì là chẳng gần gũi cúng dường chư Phật, chẳng trồng căn lành, chẳng tận lực phục vụ bạn lành chân tịnh, mà có thể chứng đắc trí nhất thiết trí sao? Nếu đại Bồ Tát ấy có thể chứng đắc trí nhất thiết trí, thì nhất định không có việc ấy. Vì vậy, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn nhận tên Bồ Tát Maha Tát, đại Bồ Tát muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, thì thường nên gần gũi cúng dường chư Phật, trồng nhiều căn lành thù thắng một cách rốt ráo, tận lực phục vụ bạn lành chân tịnh không sanh nhàm chán. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì lý do gì có đại Bồ Tát cũng gần gũi cúng dường chư Phật, trồng nhiều căn lành, tận lực phục vụ bạn lành chân tịnh, nhưng không chứng đắc trí nhất thiết trí? Phật dạy: Này thiện hiện, vì đại Bồ Tát này xa lìa phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa, nên tuy có gần gũi cúng dường chư Phật, có trồng nhiều căn lành, tận lực phục vụ bạn lành chân tịnh, nhưng vị ấy không thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là phương tiện thiện xảo? Các đại Bồ Tát thành tựu phương tiện thiện xảo phải làm việc gì để chứng đắc trí nhất thiết trí? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm, trong lúc tu hành bố thí ba la mật đa, dùng tác ý tương ứng với trí nhất thiết trí, hoặc cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, độc giác, thanh văn, hoặc bố thí cho những người khác hay loài người, chẳng phải người, vân vân, thì đại Bồ Tát này được thành tựu tác ý tương ứng với trí nhất thiết trí. Như vậy, đại Bồ Tát này hành bố thí mà không tưởng mình hành, không nghĩ có người nhận, cũng không nghĩ tất cả ngã hay ngã sở. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này quán tất cả pháp tánh tướng đều không, không sanh khởi, không thành tựu, không chuyển, không thể nhập vào tướng của pháp, biết tất cả pháp không tác động, không có khả năng thể nhập vào các hành tướng. Đại Bồ Tát này được thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, luôn luôn tăng trưởng căn lành thắng diệu. Nhờ tăng trưởng căn lành này nên có thể hành bố thí và làm mật đa để thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Mặc dù hành bố thí, nhưng Bồ Tát vẫn không mong cầu quả báo của sự bố thí, tức là chẳng tham đắm quả báo thù thắng của sanh tử, chỉ vì cứu hộ kẻ chưa được cứu hộ và muốn giải thoát người chưa được giải thoát, nên các vị ấy siêng tu tập bố thí ba la mật đa. Lại nữa, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm tu hành tịnh giới ba la mật đa, đem tác ý tương ứng với trí nhất thiết trí để thọ trì tịnh giới, tâm không phát sanh tham sân si, không bị tùy miên ràng buộc, cũng không phát sanh các pháp bất thiện làm ngăn ngại bồ đề, như là san tham, ác giới, phẫn hận, giải đãi, tầm loạn, yếu suy, ác tuệ và ngã mạn, vân vân, cũng không phát sanh tác ý tương ứng với thành văn độc giác. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này quán tất cả pháp tánh tướng đều không, không khởi, không thành, không chuyển, không diệt, nhập vào các pháp tướng, biết tất cả không tác, không động vào pháp các tướng. Đại Bồ Tát này thành tựu hành phương tiện thiện xảo như vậy, thì tăng trưởng căn lành thắng diệu. Nhờ căn lành này tăng trưởng, đại Bồ Tát có thể hành tịnh giới ba la mật đa, thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Mặc dù hành tịnh giới, nhưng các vị ấy vẫn không mong cầu quả báo của sự tịnh giới, tức là chẳng tham đắm quả báo thù thắng sanh tử, chỉ vì cứu độ người chưa được cứu hộ và muốn giải thoát người chưa được giải thoát, nên các vị ấy xin tu tịnh giới ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, mỗi mỗi đều nói rộng ở trước.
Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm, dùng phương tiện thiện xảo đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, để vào bốn tịnh lự và bốn vô lượng, bốn định vô sắc, Đại Bồ Tát này tuy đối với tịnh lự vô lượng vô sắc vào ra tự tại, nhưng không nhận lấy quả dị thục ấy. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đầy đủ phương tiện thiện xảo tối thắng, quán tánh tướng các tịnh lự vô lượng vô sắc đều không, không sanh, không thành, không truyền, không diệt, nên thể nhập vào các pháp tướng, biết tất cả pháp không tác không động vào các hành tướng. Nếu Đại Bồ Tát này thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, thì tăng trưởng căn lành thắng diệu. Nhờ căn lành này tăng trưởng, Đại Bồ Tát có thể hành tịnh lự vô lượng vô sắc. Do hành tịnh lự vô lượng vô sắc, nên các vị ấy có thể tự tại thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm, dùng phương tiện thiện xảo đem tác ý tương ứng với trí nhất thiết trí, tuy hành kiến đạo sở đoạn, tu đạo sở đoạn, nhưng không chịu chứng quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán độc giác Bồ Đề. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này quán tánh tướng của tất cả pháp đều không, không khởi, không thành, không chuyển, không diệt, nên thể nhập vào tướng các pháp, biết tất cả pháp không tác, không động vào các hành tướng. Nếu Đại Bồ Tát này thành tựu phương tiện thiện xảo tối thắng, thì mới tăng trưởng căn lành thủ thắng. Nhờ căn lành này tăng trưởng, nên Đại Bồ Tát có thể hành tất cả pháp phần Bồ Đề, vượt qua bậc thanh văn độc giác, nhập địa vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Đây gọi là vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, và cũng do có pháp nhẫn này nên Đại Bồ Tát có thể tự tại thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa, dùng phương tiện thiện xảo đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, tùy tự tại vào ra theo chiều thuận nghịch đối với tám định giải thoát, chín định thứ đệ, nhưng không chứng đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán độc giác Bồ Đề. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này quán tánh tướng của tất cả pháp đều không, không khởi, không thành, không chuyển, không diệt, nên thể nhập vào tướng các pháp, biết tất cả pháp không tác không động vào các hành tướng. Nếu Đại Bồ Tát này thành tựu phương tiện thiện xảo tối thắng, thì mới tăng trưởng căn lành thù thắng. Nhờ căn lành này tăng trưởng, Đại Bồ Tát có thể tự tại thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, chứng được địa vị Bồ Tát bất thối chuyển, được thọ ký nhẫn. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa, dùng phương tiện thiện xảo đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, tinh tấn tu hành mười lực Như Lai và vô lượng vô biên các pháp khác của Phật, nhưng nếu chưa thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thì vẫn chưa chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này quán tánh tướng của tất cả pháp đều không, không khởi, không thành, không chuyển, không diệt, nên thể nhập vào tướng các pháp, biết tất cả pháp không tác, không động vào các hành tướng. Nếu Đại Bồ Tát này đầy đủ phương tiện thiện xảo tối thắng, thì mới tăng trưởng căn lành thù thắng. Nhờ căn lành này tăng trưởng, Đại Bồ Tát có thể tự tại thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, lần lần chứng đắc trí nhất thiết trí, như vậy gọi là phương tiện thiện xảo. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu phương tiện thiện xảo mà lại thực hành các thiền định, thì mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Phương tiện thiện xảo thù thắng như vậy đều do bát nhã ba la mật đa mà được thành tựu. Vì vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát nên siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa. Hết quyển thứ 526.